Nguồn gốc Tết Thanh Minh, trung thần cắt thịt dân vua. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Tết Thanh Minh là một dịp lễ cổ truyền rất quan trọng đối với người phương Đông. Bắt đầu từ ngày 4 hoặc 5 tháng 4 dương lịch, nói đến nguồn gốc của Tết Thanh Minh, trước hết chúng ta phải nói về nguồn gốc của Tết Hàn Thực. Tương truyền vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, vua thứ 24 của nước Tấn là Tấn Văn Công, tên thật là Cơ Trùng Nhĩ, người đã tạo nên nền móng cơ sở hùng mạnh cho nước Tấn trong nhiều thế kỷ về sau. Cũng từ ông mà các tiên tổ nước Triệu, Ngụy, Hàn dần có thế lực, kết quả tạo thành ba quốc gia Tam Tấn nổi tiếng thời Chiến Quốc. Vì sự nghiệp rạng rỡ ấy mà Tấn Văn Công được xếp vào trong ngũ bá thời Xuân Thu. Trước khi lên ngôi, ông từng phải lưu vong sang các nước lân cận suốt 19 năm. Các đại thần vốn cùng Tấn Văn Công chạy sang nước khác lánh nạn, phần lớn đều lần lượt tìm lối thoát cho mình. Chỉ còn số ít người trung thành đi theo Tấn Văn Công, trong đó có một người tên là Giới Chi Thôi. Có lần Tấn Văn Công bị đói đến mức ngất liệm, Giới Chi Thôi đã tự cắt thịt đùi của mình đem nướng chín cho Tấn Văn Công ăn. Biết chuyện, Tấn Văn Công vô cùng cảm kích, hứa sẽ báo đáp Giới Chi Thôi trong tương lai. Nhưng Giới Chi Thôi nhanh chóng cự tuyệt, chỉ mong Tấn Văn Công có thể trở thành vị vua anh minh sáng suốt cho bá tánh. 19 năm sau, Tấn Văn Công kế thừa ngai vàng. Ông ban thưởng phong tước cho tất cả những người đã trung thành với mình, thậm chí những ai từng phản bội ông nhưng nay quay ra ủng hộ cũng được trọng thưởng. Tuy vậy, không hiểu sao Tấn Văn Công lại quên mất Giới Chi Thôi vào lúc đó. Giới Chi Thôi cũng không màng danh lợi, cõng mẹ vào núi Miên Sơn ẩn cư. Sau này có người nhắc đến công lao của Giới Chi Thôi trước mặt Tấn Văn Công, khiến ông rất xấu hổ. Tấn Văn Công hối hận, cử người tới mời Giới Chi Thôi đến triều đình nhận thưởng. Nhưng Giới Chi Thôi cương quyết từ chối. Tấn Văn Công đành đích thân đến tìm Giới Chi Thôi. Nhưng không ngờ Giới Chi Thôi vì không muốn gặp Tấn Văn Công đã cõng mẹ đi sâu vào trong núi lánh mặt. Núi cao vút, đường hiểm trở, tìm người chẳng khác nào đáy biển mò kim. Tấn Văn Công đang rầu rĩ thì có người hiến kế đốt lửa ba mặt núi, để một phía Giới Chi Thôi ắt sẽ ra. Thế là núi Miên Sơn lửa cháy ngút trời suốt 3 ngày 3 đêm, đến khi cháy hết núi vẫn không thấy Giới Chi Thôi trở ra. Cuối cùng Tấn Văn Công tìm thấy ông đang cõng mẹ già trên lưng, cả hai cùng bị lửa thiêu chết dưới gốc một cây liễu. Khi Giới Chi Thôi chết, thân che một cái hang, trong hang là bức huyết thư: cắt thịt dân vua tỏ trung trinh, chỉ nguyện vua sáng mãi thanh minh, tuy chết gốc cây không gặp mặt, hơn làm can gián chốn cung đình, chúa công trong lòng còn nhớ tới, mong vua thường xét chính lòng mình, thần nơi chín suối lòng không thẹn, triều chính thanh minh lại thanh minh. Thanh minh ở đây ý rằng tâm cần thanh khiết, đầu phải minh mẫn. Người làm vua thiên hạ cần có những phẩm chất này thì mới khiến quốc thái dân an. Tấn Văn Công khóc đau đớn, ông nhặt một khúc gỗ liễu cháy dở về cung làm đôi guốc, ngày ngày nhìn guốc mà than: bi thương làm sao túc hạ. Từ câu nói này mà người về sau thường dùng từ túc hạ để thượng cấp xưng hô với hạ cấp, hoặc xưng hô giữa người bạn, biểu thị sự kính trọng. Còn lá thư của Giới Chi Thôi, Tấn Văn Công luôn giữ bên người như báu vật, ngày ngày lấy ra xem để răn mình, lo việc triều chính, lo cho bách tính, luôn giữ bản thân được thanh minh. Để tưởng niệm Giới Chi Thôi, Tấn Văn Công chôn hai mẹ con ông dưới cây liễu bị cháy, đổi tên núi Miên Sơn thành núi Giới Sơn, đồng thời cho xây dựng đền thờ trên núi, xác định ngày dùng lửa thiêu đốt rừng là Tết Hàn Thực.
Hàng năm cứ đến ngày này, người dân không được dùng lửa, chỉ ăn đồ nguội. Tròn một năm ngày Giới Chi Thôi qua đời, Tấn Văn Công ở dưới núi tiến hành lễ hàng thực. Ngày hôm sau thì lên núi chính thức làm lễ tế. Khi lên núi, họ phát hiện ra cây liễu bị cháy xém, nay thành cành lá tươi tốt. Tấn Văn Công cho rằng cây liễu là Giới Chi Thôi biến thành, bèn đặt tên cây liễu là Liễu Thanh Minh. Và ngày này cũng được định là Tết Thanh Minh sau Tết Hàng Thực một ngày. Nguồn gốc của Tết Thanh Minh cũng là bắt đầu từ đây mà ra. Trong ngày này, yêu cầu mỗi người dân nước Tấn đều phải cắm cành liễu trên cánh cửa, tảo mộ, trồng cây liễu, bày tỏ tấm lòng nhớ nhung. Do một số nơi dần gộp chung Tết Hàng Thực và Tết Thanh Minh thành một, nên ngày nay nhiều người vẫn lầm tưởng rằng hai ngày này là một, nhưng thực chất là khác nhau. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn chọn tổ chức Tết Hàng Thực vào hai ngày trước Tết Thanh Minh. Tuy vậy, có một điểm chung là cứ đến ngày này, người ta không đốt lửa nấu cơm mà chỉ ăn đồ nguội như bánh nhân táo đỏ, bánh làm bằng lúa mì, bánh trôi màu xanh. Mỗi nhà đều đến phần mộ của gia tộc để dọn dẹp, đốt tiền giấy, tảo mộ, đan cành liễu thành vòng tròn và đội trên đầu, hay cắm cành liễu trước và sau nhà để bày tỏ tưởng niệm. Tết Thanh Minh không chỉ nhắc chúng ta nhớ về quê hương, nguồn cội, mà cũng là lời nhắc nhở con cháu cần phải hiếu thảo với bậc tiền bối khi họ còn sống. Bạn đang tìm MacBook chính hãng giá phải chăng? Đến ngay Saha Store. MacBook Air M1 2020 giá chỉ 20.999.000. Ưu đãi khủng cho sinh viên giảm ngay 1 triệu đồng, giá chỉ còn 19.999.000. Hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, bảo hành 12 tháng, bảo hành phần mềm trọn đời. Saha Store, chuyên sản phẩm phục vụ khách hàng tinh hoa. Số điện thoại 0971 206 837. Website saha.store. Địa chỉ 277A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.